Nè em đánh Vega chắc lắm nha anh Sập ơi. Tập trung với mày nhé. Ây da. Không. Cái lâu quá. Ta nói là em má lâu không đánh đúng là quên hết rồi. Em bị độc ao á. Nó còn đến là không đẩy luôn mà. ý là cái quê đấy tưởng Lộc phải đẩy á. Lúc bắt Lộc cứ anh chạy bộ ra Lộc sao đánh. Đẩy ba thập để bao cái cô xong rồi với bốn tưởng Lộc đẩy. Lúc bắt ở lại luôn. Má Lộc kéo đẩy luôn. Ấy nó còn kia luôn. Pha mới được rồi, nó thọc tóc có thịt kiếm rồi.
chết mình sợ rồi. Rồi, đây em để ý nha, em để ý nha. Em để ý nha, em sợ nha. Đi đá qua coi mình cái lát như vậy như thế nào. Học với chú nó. Anh 50 giây rồi. Ngồi đây là hồi rồi đó. À, đẩy chiêu chiêu ăn khách chủ ăn cắm bắp tím. Không không có bờ xe nha. Không rồi thì tụi ở bờ xe thôi ăn gì chứ. Tele học 300 giây nữa. Lọc nhanh dữ. Nấp đồm rồi Lộc ơi, bắp ám rồi. Nó cầm đập bằng nó. Nó bằng gần à? What the fuck? Lộc ăn đập ấy. Ủa là em sao ăn chưa vậy? Em sao ăn chưa vậy? Chưa, chưa. Trời ơi trời. Ừ, ăn mầm ngon, mầm gừng luôn. Nó còn gì có quy đâu mà mầm gừng, what the fuck. Giờ mới có quy rồi. Đó, bà Lộc ăn đi, mất 2 tách trụ rồi. Tách trụ tìm kiếm. Đây, solo kill nào. Đây ạ. À thôn rồi. Chào Phil Ga đây. Đó là rồi. Phil Ga hơi hẹn. Nhưng mà solo không được oxy ra hai quay. Thì box team toàn một quay mà. Một thôi, một thôi. Có cái pha vừa rồi box team 13 đâu. Sập cái hai quay luôn. Hai chắc dắt chùm luôn quá. Đây là cái shop Ma Vương mà làm bác tạo đây. Thì là có rất nhiều cái gọi là uy tín. Ai có nhu cầu thì mua ủng hộ sếp Ba Vương nha. Vô. Lời lọt sao chơi vậy? Ừ.
với lại Hằng Ngọc đó. Rồi, lập quay khó luôn. Đẩy vô con, đẩy vô. Đẩy vô cái gì? Thổi rồi. Thổi đi. Thổi. Để một làn gió. Ai à, lẹ tụi bay ơi. Nào, đợi đừng tí, đợi đừng tí. Bầm ngay gần luôn Lộc ơi. Đây à. Ngay gần rồi mà thấy đi xa vậy. Trời ơi gần nha. Ây da. Được lại 7 đó. Này 7 khó nha. Này 7 luôn rồi. Vậy chứ? Hai kiếp rồi. 10 lần. Á, bắt chỉ kiếm gì gì đó. Ê dạ. Ơi ơi, bảy luôn kìa. Bảy chứ. Ma vương, vì thế mà cuộc đó muốn vượt tôi khó sâu biết bao nhiêu công lao. Mi nát mày sức mơ hay sẽ có đại dân giờ ta sáng như là ông sao. Luôn đặt tập thể là hàng đầu để được hành công tức là tự